Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đó là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố Lào Cai, những ngày này hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh, nhưng công tác phòng chống dịch được siết chặt tối đa. Cách đây vài ngày, bãi tập kết này thường có tới 200 xe container chở hàng xuất khẩu nằm chờ làm thủ tục thông quan. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai chỉ cho phép không quá 50 phương tiện được đậu đỗ trong khu vực này. Số phương tiện còn lại sẽ được bố trí tại những bãi logistics nằm ngoài khu vực cửa khẩu. Còn tại khu vực nhà xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để nhắc nhở công dân tuân thủ quy định đứng cách nhau 2 mét trong quá trình làm thủ tục. Còn đối với các phương tiện vận tải, trong quá trình lưu thông cũng được yêu cầu duy trì khoảng cách là 5 mét. Với tinh thần mỗi chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tổ chức cá nhân, gia đình là một pháo đài. Chúng tôi là một cán bộ công tác tại Ban Quản lý Cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai. Thực hiện, một, thứ nhất là thực hiện nghiêm lịch phân công công tác của lãnh đạo. Thứ hai, thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đặc biệt là các cái hướng dẫn về công tác phòng dịch, vệ sinh cá nhân ở tại cửa khẩu. Thứ ba là hướng dẫn cho mọi người đến liên hệ công tác người và những người dân có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu thực hiện nghiêm về chấp hành nghiêm về cái công tác phòng dịch ở tại cửa khẩu. Chúng tôi là những cái cán bộ công chức ở nơi đầu cửa khẩu. Môi trường là cũng rất là dễ là lây nhiễm thì nhưng bản thân chúng tôi cũng nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm và cũng như là cái tinh thần mà Thủ tướng đã nêu lên là chúng vẫn đảm bảo cái công tác phòng chống dịch mà vẫn giải quyết được thủ tục cho doanh nghiệp. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hạn chế phương tiện vận tải cùng với việc phía nước bạn siết chặt công tác phòng chống dịch đã gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Tuy nhiên, với phương án điều tiết, phân luồng từ xa, nên đến nay tình trạng trên đã được giải quyết. Chúng tôi đang xây dựng phương án theo hướng là điều tiết cái phương tiện xuất khẩu vào cái khu vực cửa khẩu Kim Thành. Đối với hàng nhập thì trong cái mấy ngày vừa qua thì cũng xảy ra cái tình trạng là thiếu bến bãi. Nguyên nhân là do cái việc vận chuyển nội địa của chúng ta đã hiện nay là mấy ngày vừa rồi đã gặp khó khăn. Nên rất nhiều cái xe hàng của Trung Quốc chở hàng sang đây nhưng mà chưa sang tải được, vẫn đang để hàng trên bãi. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15 của Thủ tướng là cái yêu cầu, cái mục tiêu là phòng chống dịch lên hàng đầu, chấp nhận hy sinh về kinh tế. Nên là quan điểm của khẩu chúng tôi là cũng ưu tiên tối đa về công tác phòng chống dịch. Đấy. Nếu mà được chấp nhận hoạt động xuất nhập khẩu là có thể là nó giảm so với ngày thường, nhưng cái yêu cầu phòng dịch là đưa lên hàng đầu. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 tấn hàng hóa được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, giảm trên 50% so với trước ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang được tỉnh Lào Cai triển khai rất quyết liệt, nhất là ở những khu vực điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.